WordPress là nền tảng website được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, với 38% website trên toàn cầu đang sử dụng WordPress. Đây là nền tảng tạo website số 1 thế giới. Hi, chào bạn. Ở video trước thì chúng ta đã biết được 5 cái lý do quan trọng để chúng ta tạo website, thiết kế website. Thì có nhiều nền tảng giúp chúng ta thiết kế website, nhưng điều gì là tốt nhất nhá? Điều gì là tốt nhất? Câu trả lời ngắn: với website cho doanh nghiệp nhỏ SME và cá nhân thì tốt nhất đó là WordPress. Nếu bạn muốn một website cao cấp, đa chức năng, tiết kiệm chi phí, phù hợp với tất cả hầu như mọi nhu cầu thì WordPress đó là lựa chọn số 1, number 1. Cũng giống như video trước, nếu tôi liệt kê ra hết những ưu điểm của WordPress thì nó sẽ có rất nhiều cái ưu điểm. Nhưng tôi xin phép được rút ngắn nó lại còn 9 cái lý do như sau. Đầu tiên thì WordPress nó là nền tảng CMS lớn nhất thế giới. CMS là hệ thống quản lý nội dung cho website các bạn. WordPress là một nền tảng thiết kế web với mã nguồn mở, được ra mắt vào ngày 27 tháng 5 năm 2003. WordPress được sở hữu và phát triển bởi công ty Automatic có trụ sở tại San Francisco, California, Hoa Kỳ. WordPress nó đã có cái kỷ lục thời gian phát triển rất là lâu năm. Ban đầu thì WordPress là một cái mã nguồn mở hỗ trợ tạo blog cá nhân, website cá nhân được nhiều người sử dụng với nhiều tính năng hữu ích, dễ sử dụng. Và vì nó dễ sử dụng, thân thiện người dùng, do đó số lượng người dùng sử dụng WordPress ngày càng tăng theo thời gian. Và WordPress là mã nguồn mở, do đó họ có cái đội ngũ cộng tác viên tình nguyện viên là những lập trình viên tham gia tự nguyện miễn phí vào công việc phát triển WordPress để có thêm nhiều tính năng hơn. Và sau này thì WordPress đến hiện nay đã trở thành một hệ thống quản trị nội dung vượt trội nhất để hỗ trợ người dùng tạo ra nhiều thể loại web khác nhau, gồm có website tin tức, website bán hàng, website giới thiệu doanh nghiệp, hay những website có độ phức tạp cao như thuê xe, đặt phòng khách sạn, bất động sản, vân vân và vân vân. Hầu hết mọi hình thức website với quy mô vừa và nhỏ đều có thể triển khai trên nền tảng WordPress. Thế nhưng bạn đừng nghĩ rằng WordPress chỉ thích hợp với những dự án nhỏ, mà thực tế, những con số thực tế sau đây sẽ cho bạn một cái nhìn rộng hơn. Đó là khoảng 25% các website trong danh sách 100 website lớn nhất thế giới đang sử dụng mã nguồn WordPress. Chẳng hạn như CNN, MTV News, Sony, BBC, vân vân và vân vân. Những website tin tức nổi bật như The Wall Street Journal, CNN Blog, Reuters, Forbes, Fortune, Time Magazine, rồi đến những thương hiệu rất là lớn như Mercedes-Benz, PlayStation, MTV, Sony, BlackBerry và những công ty công nghệ hàng đầu như Evernote, Mozilla. Website WordPress nó phù hợp với mọi ngành nghề, từ những website đơn giản giới thiệu doanh nghiệp cho đến những khách sạn, website bán hàng, website dạy học trực tuyến. Và WordPress là nền tảng website được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, với 38% website trên toàn cầu đang sử dụng WordPress. WordPress chiếm thị phần lớn nhất. Cứ 100 website trên thế giới này thì có 38 website đang sử dụng WordPress. Đây là nền tảng tạo website số 1 thế giới. Hệ sinh thái của WordPress nó cực kỳ lớn. Hiện tại có hơn 50.000 plugin WordPress và hơn 20.000 giao diện website WordPress. Nó có cực kỳ nhiều lựa chọn cho bạn. Do đó, nói rằng WordPress phù hợp với mọi ngành nghề,
Không phải là nói quá đâu bạn. Tất cả những gì bạn cần với một website WordPress cơ bản, đó chỉ là một tên miền và một hosting. Tên miền thì giống như tên cửa hàng của bạn, hosting thì giống như là cái mặt bằng bạn thuê đặt cửa hàng, và website là cửa hàng của bạn đặt trên cái mặt bằng đó, bạn hiểu không ạ? Website WordPress nó thân thiện với công cụ tìm kiếm. Công cụ tìm kiếm phổ biến nhất trên thế giới hiện nay đó là Google, đúng không ạ? Ngoài ra còn có Bing và một số công cụ nhỏ hơn khác, nhưng thị phần lớn nhất là Google. Bạn sử dụng website WordPress, nó sẽ tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm. Nó có nhiều công cụ để hỗ trợ bạn tối ưu hóa nội dung cho Google. Thêm nữa, website WordPress nó tùy chỉnh rất là dễ dàng. Hầu như những nội dung trong và ngoài website WordPress nó đã được Việt hóa 95-99% rồi. Nó chỉ còn một chút xíu tiếng Anh thôi, còn đâu là hầu hết là tiếng Việt. Bạn rất là dễ sử dụng, và bạn không cần biết về kỹ thuật nhiều. Bạn không cần phải là lập trình viên, bạn không cần biết một cái dòng mã co, mã code nào hết. Bạn vẫn thiết kế được những website đẹp, chuyên nghiệp, nhiều tính năng. Thêm nữa, website WordPress có một cộng đồng hỗ trợ lớn, từ tiếng Anh cho đến tiếng Việt. Rất nhiều những cái bài viết, video chia sẻ từ cơ bản nâng cao đến chuyên sâu về WordPress. Khóa học Premium website của tôi là một ví dụ trong số đó. Tôi chia sẻ rất nhiều kiến thức về WordPress trong khóa học này cho bạn, mà bạn sẽ không cần phải mất thời gian tìm kiếm, mò mẫm những thứ đơn lẻ ở ngoài kia. Và tôi còn chia sẻ cho những bạn những cái mà ngoài kia người ta không chia sẻ. Bạn hiểu không ạ? Nó là nội dung cao cấp mà. Và website WordPress nó hỗ trợ cho việc bảo mật dễ dàng và tốt hơn, vì nó có những cái plugin chuyên dụng để bảo mật website. Cho dù mình không phải là chuyên gia, nhưng khi mình sử dụng những cái plugin này thì mình sẽ tăng cường bảo mật cho website cực kỳ tốt. Và yếu tố quan trọng cuối cùng đó là website WordPress nó cực kỳ thân thiện người dùng. Nếu nó không thân thiện và nó không dễ dàng sử dụng thì chắc chắn nó sẽ không phải là cái trình để thiết kế website phổ biến nhất thế giới. Bạn hiểu không ạ? Cái gì dễ dàng nó mới dễ lan rộng, lan tỏa. Và WordPress nó đã chứng minh được điều đó. Nền tảng thiết kế website số 1 thế giới. Bạn sẽ không cần phải thuê ngoài những người thiết kế web, vì những người thiết kế web này đa số họ cũng sẽ dùng nền tảng WordPress để tạo website cho bạn. Trong khi đó, bạn có thể tự học, chỉ sau vài ngày là bạn có thể thành thạo về website WordPress. Thì tại sao bạn lại phải đi thuê ngoài, đúng không nào? Thuê ngoài bạn sẽ không thể làm chủ được toàn bộ cái website của mình, thêm những cái tính năng nâng cao. Bạn thuê ngoài bạn chỉ biết được những thứ cơ bản thôi. Còn khi bạn dành thời gian vài ngày, bạn học về website WordPress từ khóa học Premium website của tôi, thì bạn sẽ trở thành chuyên gia trong việc xây dựng website. Từ chọn tên thương hiệu, chọn nhà cung cấp dịch vụ hosting, tự thiết kế và những chức năng rất là cao cấp trên website. Mà bình thường, nếu bạn không biết được những cái chia sẻ của tôi trong khóa học này, bạn sẽ phải trả phí vài trăm đô một năm cho đến cả ngàn đô để vận hành một cái website cao cấp. Còn khi bạn học khóa học của tôi, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền, thời gian, công sức. Ok, hẹn gặp lại bạn ở những video chuyên sâu hơn của tôi về WordPress. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung chia sẻ của tôi trong video vừa rồi. Hãy bấm vào nút subscribe, nút đăng ký ở dưới video này để bạn có thể nhận được những video tiếp theo của tôi sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ. Bấm vào nút hình quả chuông để lần sau tôi xuất bản video là bạn nhận được video sớm hơn những người khác. Kích vào link bài viết trong phần mô tả video để xem nội dung được cập nhật bằng văn bản trên website chienphạm.com. Phạm Hồng Chiến xin chào bạn và cảm ơn bạn đã đăng ký kênh của Phạm Hồng Chiến.